diễn xong ở đây bật cái pháo lên. Đúng rồi, ở trên đây cái tia pháo đó nó là cái bấm. Ôi cái chân em nó như là na tra đó, nó bám lửa vô, nó bám ở dưới đây rần tưởng cái gì. Mè này trắng đó mè. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Mời vào. Mời. Rồi. Trời ơi ngon quá. Anh mỗi lần vô anh ve á. Wow. Đúng rồi đây này đúng. Đúng rồi đây hả? Đúng rồi trái đúng không? Dạ đúng. Wow, ngon quá. Vậy hả? Vậy em ngồi đây. Thôi em ngồi đi. Rồi anh ngồi đây phải đây là đúng. Em đợi nào? Dạ em đợi thắng. Rồi em đợi em kia. Ủa? Khoan anh đội nào? Để anh nghe. Ủa vậy tôi về đâu? Ủa? Sao á? Mời. Dân ơi em ở đâu? Em bên đây. Mọi người cái này dẹp được chưa? Ủa cái này là cái chậu hoa hả? Ngày hôm nay á thì bởi vì các bạn đã có những cái đoàn của cô rất là hoành tráng ha. Và rất là vui và mang lại niềm vui cho nhiều khán giả ở đây. Cho nên là tất cả các bạn sẽ, thay vì là sẽ ăn sướng ăn khổ, thì hôm nay là tất cả các bạn đã ăn cùng với nhau. Yeah. Oh yeah. Bye bye quý vị. Mời cả nhà nhà bữa. Mời mọi người. Cho cái vỗ tay. Em ăn bún hay ăn cơm nè? Mọi người ăn cơm đi. Ăn anh đã. Bận. Bận. Dạ. Bây giờ đi ăn. Em mời cả nhà ăn cơm. Em mời quay phim ăn cơm. Cá này ngon lắm nè. Mắm em ha. Mời mọi người nha. Em muốn tích nước hay không? Không, không, không. Chị ăn mắm nhiều lên. Rồi, mời nha, mời nha. Cơm không? Cơm hay bún? Bún xào, bánh lột. Anh bên, bên đây có mà. Anh ăn nhỏ thôi. Ủa? Anh mèo mà. Em đi nói cơm cúng đúng không? Ui, ui. Sao hay chửi khách mời quá, khách mời tới rồi. Vậy mà anh nói anh không biết em. Thương mà. Quá rõ rồi. Nãy giờ em thấy thôi. Sao? Dạ, bấm cái nhà mà mọi người ăn cơm. Nãy giờ em có thấy chén này chửi hết bao nhiêu giờ. Không, rất kỳ nha. Cho Khánh Vân muộn áo dài nha. Khánh Vân đúc diễn đồ nha. Tới là bà có cái cánh bà xài xong mà mới quăng tới em. Được không vậy? Em là hàng dẹt. Nhưng mà không sao. Chấp nhận mà. Hồi nãy ban đầu em đội cho nó cái gì quên rồi. Không có đội cái gì không đội gì đó, em không đội gì luôn. Không có đội gì. Tụi em nhỏ lắm. Anh định nói á nhưng mà tại vì đồ của em thôi. Anh không thể là can thiệp được. Em tóm vậy mà tóm được. Anh là cái người đội của em ra đó. Anh cảm ơn em. Cái nào ra cái đó. Tối 12 giờ đêm tôi phải chích keo cái đó cho anh đó. Chị ơi, hả? Sao cứ nuốt hoài vậy? Thôi ăn cái chén này đi. Cảm tẹo mọi người. Giờ mới chiên nữa. Ủa cái này là ăn sống hay là ấy ta? Chính anh. Không ấy là cái đó là để ăn mắm á. Ăn mắm đó. Thiệt á. Ăn đúng không? Ăn anh. Anh đó. Anh thấy nó sai sai cho nên là kêu bỏ ra. Giết. Dạ. Hãy ngắt một người thì tính nhúng lẩu. Ngắt một người của anh. Ui da. Xem rớt cho em. Dính chưa? Đúng rồi. Mẹ thích ăn. Dính dìm re hay sao? Dìm re thôi. Nghe rất rùi. Nghe rất rùi. Anh dễ cười vậy đó. Vui mà anh. Anh càng lớn gọi là hả? Anh gọi là hả? Có tánh. Nguyễn liếc anh. Chì chiếc đàn em. Nói chung cũng mất cười gì mà anh. Không cười. Anh lé mà. Anh lé mà. Đó, này cười à. Huy mới duyên á. Cái miếng của Huy mới duyên ha. Không có miếng của tôi thì làm sao chậm miếng của Huy được. Đúng không? Miếng kêu, miếng kết. Đúng. Đây. Đi lẽ đó vậy anh có. Lớn nhỏ lớn. Lần đầu đúng không? Dạ, lần đầu mà đứng trên hố hát nghe cái gì, nghe đâu có kịp đâu. Sản hồn. Sản hồn. Hồn đi liền. Quay qua anh Lâm liền. Cứu em, cứu em. Cứu em cũng thương lắm. Anh thương. Cứu em cái. Cứu em đây, cứu đây. Đó, mời vào mấy cái khúc đầu để hát. Đúng, nhiều em ăn giả ta không biết nữa. Anh cướp hỏi của em. Đó. Nhưng mà bây giờ đứng chính rồi đi. Đó, em xin đính chính là anh cướp hỏi thiệt. Trời ơi. Hát một khúc đầu thôi. Mà hát nguyên bài. Quá trời, cũng em. Anh Lâm giỏi nha. Cái gì hát được nha. Cái gì cũng nói được. Giờ mọi người đã thấy giá trị với miệng XL. Đúng rồi. Dạ. Em đang khen anh luôn á. À vậy hả? Lâm giỏi nha cái đó. Tuyệt vời.
anh chấp nhận rõ, giờ anh không chấp nhận vui. Xác nhận. À, xác nhận. Em ăn không? Rồi. Sau này anh có sắc cơ lơ phận. Sau này anh có sắc cơ lơ phận. Đấy. Nữa hả? Mày á. Tốt nhất mày á. Nói vậy. Sau này nếu anh cần một người gọi là kế thừa, kế tục. Để nhớ tới em. Người mày giỏi như vậy á, mày có cắm sóng cũng không sao, cũng có nghề khác mà làm. Mày có cắm sóng cũng không sao, cũng có nghề khác mà làm. Trời ơi, tụi mày ơi. Làm hay thì, sao không hát ra được. Hát không được không hội, hội là vô gần người. Em hát ở livestream của anh á. Không có livestream em ơi, em đừng nói của anh bên đây, tôi cắm anh hết. Chờ em. Ý là... trên mạng thôi, trên mạng. Đúng rồi, anh copy về. Anh copy về, đúng. Là em thấy là hai người đêm thất thủ. Thất thủ, đúng. Mà dễ thương quá, tình cảm mọi người cho mình. Đúng rồi, ta thương không có ra. Có người trèo cầu thang đi vô nhà đó. Mà hay vậy nè, tự nhiên cái sau giờ mà hôm nay mình nói chuyện câu lời xin lỗi là khán giả đây á. Thì khán giả mình móc em nhiều lắm. Gọi là không khán giả là hay mặt khán giả ở An Giang xin lỗi mấy anh là tại vì Facebook anh cũng vậy á, đúng rồi, xin lỗi rất là văn minh, xin lỗi là không nghĩ là tụi em tụ tập đông đông như vậy làm ảnh hưởng đến chương trình, xin lỗi mãi quá anh, chúc anh nhiều khỏe. Ừ. Đeo là mấy bạn khán giả cũng không nghĩ gì đâu, đúng rồi, quá. Đúng rồi, có người đi xe thật ra mình đâu nghĩ gì đâu, đúng, tại vì mình thật ra mình đã chuẩn bị là chỉ không chuẩn bị ít cũng nghĩ là nó nhiều đông nó như vậy. Lâm thấy là ở trên mấy trang bay đó là như chương trình là hả nhờ mấy trang bay lên đây là hả chúng tôi quay tại đâu đó cần 25 bạn có một cái trang bay đó trang nhưng mà ký tên là chữ T nữa, đúng, cần 25 bạn để ra giao lưu, ai mà có về đâu ra 25.000 bạn, có về đâu ra 25.000 bạn mà anh nói thôi, là chữ T là ai, là người ký tên chữ T, chữ T hả, from T, from T Tuấn, như vậy là anh rồi là hả Long Xuyên quay tôi là cái kênh của anh đúng không? Không hớt Long Xuyên. Không hớt Long Xuyên là anh hả? Không hớt An Giang. Em là lang thang An Giang. Đúng rồi. Anh là không hớt Long Xuyên. Hách trang anh thôi. Hết chuyện. Hết chuyện. Kỷ niệm đôi tô mọi người có hay đi mấy hồi giờ đôi tô không? Em rất nhiều nhất á. Đó là đi chơi hay đi biểu diễn? Anh vô giờ luôn. Đùa. Đó em kể em đi giữ xe đó. Là có giữ xe ngoài đến bể ra mà nghe. Anh hay thiệt á. Anh đánh gì không? Anh là không có chỗ anh chưa diễn luôn. Đám ma anh còn diễn không à? Ai diễn đám ma chưa? Chưa. Em đúng rồi. Anh diễn tao hài đám ma rồi. Anh làm tốt. Hả? Hả? Cái gì anh? Hả? Anh diễn tao hài đám ma thiệt bà. Rồi. Không, em chưa, tao chưa em biết. Mà cũng... Rồi ra diễn gì? Diễn hài. Anh có một người đồng nghiệp. Nhưng mà không phải là diễn viên. Chào Lip Tông Vàng, Tết Ngàn Điều May. Làm chung sân khấu thì mẹ mất. Mà mẹ cũng bệnh cũng nhiều năm. Mà mẹ rất là thích tụi anh diễn hài. Mà lúc đó anh chưa nổi tiếng, lúc đó đi với anh Hậu Lộc. Chưa được nhiều người biết. Thì xuống rồi cũng nấp nhang rồi cũng chia buồn với gia đình. Nói dạ thôi anh ơi, tụi em cũng không buồn gì đâu. Vì mẹ em đã bệnh mà nhiều năm rồi, tụi em có chuẩn bị tâm lý. Với lại mẹ mất, mẹ đỡ đau đớn cho mẹ. Và tụi em cũng rất là sẵn sàng đón nhận điều này. Và mẹ cũng muốn điều đó trước khi mẹ mất. Và mẹ em có một cái điều nữa là muốn đi xem tụi anh diễn. Nhưng mà tại vì lúc mẹ bệnh là nằm, không đi được. Thôi thì bữa nay em cũng nói một điều nó hơi kỳ, nhưng mà nếu tụi anh có diễn được thì diễn cho mẹ em cái, cũng như coi như là tiễn mẹ em đi. Hay quá. Tụi anh lên diễn luôn. Dễ thương. Tâm lý gì không sao? Bình thường. Cực bằng cũ luôn. Nhiệt quyết. Diễn bình thường, tụi anh vẫn diễn, gia đình vẫn ngồi cười vỗ tay vì cảm ơn các em đã làm một điều mà không ai dám làm. Và tụi anh diễn hài trong đám tang luôn. Ứng dụng rồi. Còn em á là hả, mọi người thấy ngày hôm nay mấy cái pháo nhiều quá. Em cũng đi diễn đám ma, nhưng mà dù bình thường ở có mấy cái chỗ ma sẽ có những cái nhân vật tề thiên, yeah, bát giới với hai tròn tăng nào đó đứng trên, đúng là phải đứng trên cái tòa sen, thì đó khi mà đồng quen này nọ đó thì những cái tòa sen nó bắt đầu bắn cái pháo lên, cho nên mấy cái pháo là tự làm hết, là nói vô nó sẽ bắn pháo lên như là một cái tiết mục để diễn á. Cho nên bây giờ nhiều khi mà ngày xưa Lâm lại gắn lên đầu nữa đủ thứ luôn. Ủa anh Duy ngày xưa rất là nhiệt tình nhá. Đó. Mà nãy là mọi người vẫn còn muốn ngồi nữa. Hồi đó Lô Tô là cái thời của Lô Tô á, làm mướn ca sĩ rất là nhiều. Còn anh là ngày xưa á, anh không phải không được diễn mà ngày xưa là anh hát lót. Lô Tô à, hay hội chơi thương mại. Hội Lô Tô, ngồi dưới sân á, sàn á. Tức là anh là một vài dạng đục lớp ca sĩ là ngôi sao chưa tới, anh sẽ phi lên hát là ngôi sao tới thì thôi. Hồi Tân Mò đó hả? Ừ, Tân Mò đó. Anh nhớ hoài đó. Mà sau này thì cố gắng hát được. Lô Tô là tôi đoàn hay thương mại, có anh chị em không? Có anh chị em bán vé là Lý Gia Kỳ rồi, Lý Xinh Xắn rồi không? Không.
đó hội chợ mại anh ơi. Giảng ghê á. Giảng ghê đó hội chợ thương mại rồi. Còn mấy cái trò mà bắn phi bong bóng rồi quăng vòng tròn. Hội chợ thương mại luôn. À. Là cái đó xịn hơn. Cái đó xịn sò hơn. À, anh này. Mà em thấy bây giờ là đúng là chỉ còn cái sân khấu của Lô Tô. Sao anh đang nói bậy cái gì đúng không? Đang nghĩ bậy đó. Đang nghĩ bậy. Đang nghĩ bậy đó. Định hãm hại người ta. Con. Con cá. Anh hồi quá có cái gì cho anh uống không? Đây. Thò quá. Đây kiểu chuyện ăn quá ăn. Có gì uống không Hiếu ơi? Thôi ơi, bảy lần liếp tông. Mà bây giờ hình như là em thấy là chỉ còn có Lô Tô còn hoạt động thôi. Nghe chứ với lại còn hai bạn đó giỏi, rất giỏi. Còn mấy cái là thương mại là bây giờ hầu như là bây giờ mất hết rồi. Lô Tô đã chuyển mình sang một kiểu mới. Hồi xưa là Lô Tô để chi? Để nhờ các bạn biểu diễn đó để kéo khách tới và để bán vé trên cái điều đó. Còn bây giờ là Lô Tô biểu diễn hẳn hoi thành chuyên nghiệp luôn rồi. Còn sân khấu mà hồi giờ xe mình không kịp nên bị mất dần rồi nó không còn luôn. Bây giờ mấy tỉnh miền Tây mình cũng còn, bữa mình đi ngang đúng rồi, cũng còn những cái đó luôn. Nhìn dễ thương ha. Dễ thương ha. Ngày xưa là mỗi bến là em ở 3 ngày. Có nghĩa là miền Tây mưa là tụi em sẽ kéo lên Tây Nguyên, miền Trung. Mỗi chỗ là sẽ trụ được 3 ngày. 3 ngày là bắt đầu giờ bến đi, giờ bến đi. Thì trống thời tiết cũng như là mùa bên Mỹ là mùa hè người ta cho qua bên Úc cho mùa hè vậy đó. Y chang vậy. Em đi múa lửa. Wow. Số 1 của lửa. Là phải học đúng không anh? Đúng rồi, học bà đi học của lửa. Phun phun ra cái. Đúng rồi. Mấy đứa bé đúng rồi. Ngoài đường giờ nó hay làm. Đi làm đi học cái đó học. Không đúng không anh? Không chứ. Nó học á. Cái đó mẹ thấy một lần mẹ đi diễn Cần Thơ nè. Trời ơi, có nghĩa là cái pháo đó luôn á. Cái pháo đó, em đúng để cái pháo trên đầu. Gì? Đúng vô miệng. Không, em cầm cái em múa lửa. Em cầm cái vỏ xăng về. Là cái này là chờ xăng vô. Xong rồi hai cái lửa để vô vậy. Dạng dạng học kia nè. Bỏ vô cái vỏ. Bỏ vô cái vỏ về. Xách ra. Rồi bây giờ mà để mà nó bị khô lát diễn là không bật lên không được. Diễn xong ở đây bật cái pháo lên. Đúng rồi, ở trên đây cái tia pháo đó nó là cái bấm. Ủa cái chân em nó như là na tra đó. Nó bám lửa vô. Nó bám ở dưới đây rần. Tưởng cái gì? Tưởng hay. Trời ơi. Tưởng tiết mục linh động. Linh động, tiết mục chấn động kết. Cái sẹo vô con nè, nó nám hết cái bàn chân luôn. Trời ơi. Mẹ trắng ngất. Mẹ. Không ngất gì đâu. Mà không gì. Bình thường nó là bình thường thôi con. Sao? Hai khách mời hôm nay thấy chương trình sao? Ủa xin lỗi em, anh diễn cái xăng cho anh quên cứ xin lỗi. Mời ạ. Thiếu một ly ạ. Thấy chương trình ngày hôm nay sao? Dạ, quá vui. Dạ, mời mọi người. Khánh Vân, hỏi chị này. Dạ. Em thấy trà Lipton này uống vừa miệng em không? Dạ vừa. Mát mẻ chứ hả? Em cũng muốn thêm một ly không? Cảm ơn em. Lấy cho em nó một ly nữa. Em muốn cầm sản phẩm đi coi bao bì như thế nào không? Đây mời, mời em ạ. Chị uống không? Rồi, cảm ơn. Dạ. Trời quá trời, dạ. Bây giờ mình tiếp tục hành trình chứ hả? Dạ, tiếp tục hành trình đi. Nói chung là hôm nay có hai đứa em xuất hiện là mọi người rất là vui. Không khí mới liền. Không, vui không? Vui, vui nha, vui nha. Tại vì anh tạo ra mai thôi chứ anh thương em lắm. Đó giờ anh có gì đâu. Hút nào? Tốt, có luôn tốt. Không. Anh chứng kiến. Anh sao em làm gì? Em là ra rè đúng không? Đúng. Em là chứng kiến là... Nè cả Hiếu nè, rót cho cả bàn, không rót cho em. Rồi, rồi. Đừng có xào. Thôi. Hồi nãy em đi tới đây rồi. Đúng em rồi. Em chưa đi tới đây, em phải đi một vòng. Không, con bé nó là bị cái căn bệnh ngăn nắp. Nó phải theo cái thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em tới đây rồi, em rót xem bỏ về. Rồi Tú hỏi là tới đây, em nói tới đây. Bữa sau mà Tú hỏi là tại sao rót chị, em chỉ nói một câu thôi. Chị không đủ sức quyến rũ. Trời ơi, quyến rũ không, quyến rũ cũng phải rót chứ. Không. Trời ơi, quyến rũ không, quyến rũ cũng phải rót chứ. Trời ơi, nó nói rõ ràng, không quyến rũ cũng phải rót chứ. Bây giờ anh tới anh luôn hả? Nhưng mà em cũng không tâm. Sao vậy? Nữa? Em thấy mấy anh nói anh với em nè. Sao? Hôm nay tới đây bị nắm đầu, giật tóc, bị... Cái đó là do mình sống không được người ta làm, chứ phải là do họ không thương. Ôi, hay buồn. Diễn sức lắm. Hay diễn quá. Hay đượm buồn quá. Hay đượm buồn quá. Tao giờ lỡ diễn luôn nè.
Nhìn đi. Hả? Cái gì vậy? Trời ơi. Xâm hạ hả? Đi xin xâm hả? Đi xin xâm hả? Thấy chưa, người ta duyên liền luôn. À, trời. Que thử thai anh nhìn đi. À. Không, que màu đen. Nếu có đẻ được không? Vỗ tay rồi. Tiếp đây. Uống sợ quay lên. Giờ rồi ác mộng thôi. Uống nước tao cái miếng gì tâm người ta nha.